Sử dụng mạng 3G, 4G khi đi du lịch là lựa chọn tiện lợi và lý tưởng nhất vì không phải địa điểm nào cũng có Wi-Fi. Vậy, đi du lịch đăng ký gói 4G Viettel nào? Gói cước di động SIMAX bạn các gói cước 4G Viettel tặng data tốc độ cao với cước phí tiết kiệm nhé. 1. Gói MI 5D Viettel, ưu đãi 500MB data tốc độ cao, cước phí 5.000 đồng mỗi lượt đăng ký. Thời hạn sử dụng 1 ngày. Cú pháp MI 5D, dấu cách, on gửi 9123. 2. Gói MI 10D Viettel, ưu đãi 1GB data tốc độ cao, cước phí 10.000 đồng mỗi lượt đăng ký. Thời hạn sử dụng 1 ngày. Cú pháp MI 10D, dấu cách, on gửi 9123. 3. Gói MI 5G Viettel, ưu đãi 500MB data tốc độ cao, cước phí 5.000 đồng mỗi lượt đăng ký. Thời hạn sử dụng 1 ngày. Cú pháp MI 5G, dấu cách, on gửi 9123. 4. Gói MT 10D Viettel, ưu đãi 1.5GB data tốc độ cao, cước phí 10.000 đồng mỗi lượt đăng ký. Thời hạn sử dụng 1 ngày. Cú pháp MT 10D, dấu cách, on gửi 9123. 5. Gói 3MI 5D Viettel, ưu đãi 1.5GB data tốc độ cao, cước phí 15.000 đồng mỗi lượt đăng ký. Thời hạn sử dụng 3 ngày. Cú pháp 3MI 5D, dấu cách, on gửi 9123. 6. Gói ST 15K Viettel, ưu đãi 3GB data tốc độ cao, cước phí 15.000 đồng mỗi lượt đăng ký. Thời hạn sử dụng 3 ngày. Cú pháp ST 15K, dấu cách, on gửi 9123. 7. Gói MI 20K Viettel, ưu đãi 2GB data tốc độ cao, cước phí 20.000 đồng mỗi lượt đăng ký. Thời hạn sử dụng 5 ngày. Cú pháp MI 20K, dấu cách, on gửi 9123. 8. Gói 7MI 5D Viettel, ưu đãi 3.5GB data tốc độ cao, cước phí 35.000 đồng mỗi lượt đăng ký. Thời hạn sử dụng 7 ngày. Cú pháp 7MI 5D, dấu cách, on gửi 9123. 9. Gói ST 30K Viettel, ưu đãi 7GB data tốc độ cao, cước phí 30.000 đồng mỗi lượt đăng ký. Thời hạn sử dụng 7 ngày. Cú pháp ST 30K, dấu cách, on gửi 9123. Gói 4G Viettel ngày sẽ là lựa chọn hoàn hảo trong những chuyến du lịch hay đi công tác, vừa có đủ lượng data để sử dụng, mức chi phí lại rất rẻ. Đừng quên bấm đăng ký kênh, like, share video của gói cước di động nhé. Bạn có thể truy cập website để tham khảo các gói 4G Viettel khác: https://tổngdaiviettelonline.com.